Sam Alhari đã có động thái bảo vệ Britney Spears sau khi Donald Trump sử dụng hình ảnh nữ ca sĩ với hàm ý mỉa mai. Cư dân mạng cũng bức xúc về hành vi thiếu tôn trọng nữ ca sĩ của con trai cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngày 1 tháng 10, Sam Alhari viết trên Instagram Story, thật không ổn khi trở thành kẻ bắt nạt. Nam huấn luyện viên cá nhân còn trực tiếp gắn thẻ Donald Trump để tỏ rõ sự bất bình trước hành vi xúc phạm Britney Spears. Trước đó một ngày, con trai cựu Tổng thống Donald Trump đăng lên Instagram bức ảnh ghép về công chúa nhạc pop vào hai giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Bên trái là bức ảnh Britney trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp và nhan sắc, phía trên có chú thích, nước Mỹ dưới thời Trump. Bên phải là hình ảnh giọng ca Toxic mặc bikini múa dao gây tranh cãi thời gian gần đây, dòng chữ đi kèm là nước Mỹ dưới thời Biden. Bài đăng của doanh nhân 46 tuổi khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nhiều người tỏ ra phản cảm trước việc Donald Trump sử dụng hình ảnh Britney Spears với hàm ý xúc phạm người khác. Nhiều bình luận chỉ trích Donald Trump được để lại dưới bức ảnh. Đây là hành động khó hiểu, đó không phải là điều con trai của một cựu tổng thống nên làm. Xin lỗi nhưng điều này thực sự tàn nhẫn. Tôi là người hâm mộ âm nhạc của Britney Spears, không dễ chịu khi thấy cô ấy suy sụp như vậy. Không nên đăng cái này. Thật đáng thất vọng khi anh lấy một cô gái có tâm lý bất ổn ra làm trò cười. Hành động này thật khủng khiếp. Sử dụng hình ảnh của ai đó, đặc biệt khi họ đang trải qua giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, để đưa ra quan điểm chính trị không phải là cách hành xử đáng được tôn trọng. Đừng động vào Britney, hãy tôn trọng cô ấy. Đây là lần đầu Sam công khai bảo vệ vợ cũ kể từ khi tin tức hai người đường ai nấy đi gây xôn xao vào tháng 8. Theo nhiều nguồn tin, cặp vợ chồng cũ không nói chuyện với nhau hậu chia tay, nhưng nam diễn viên rõ ràng vẫn luôn sẵn sàng đứng về phía Britney khi cô bị tấn công. 3 tháng trước khi xác nhận cuộc hôn nhân hơn 1 năm tan vỡ, Sam Alhari còn lên tiếng phản bác TMZ đưa tin hai người gặp trục trặc. Tôi thấy thật kinh tởm đối với những người can thiệp vào cuộc đời cô ấy khi cô ấy không có tiếng nói. Họ đến và kể câu chuyện của cô ấy như thể đó là của họ, anh viết Instagram vào thời điểm đó. Kết thúc với Sam, Britney chuyển sự chú ý sang quản gia tai tiếng Paul Richard Solis. Nguồn tin riêng của Page Six xác nhận nữ ca sĩ thực sự bước vào mối quan hệ mới. Tuy nhiên, theo người trong cuộc, Britney không lừa dối Sam. Hiện không rõ Britney có còn qua lại với Solis nữa không. Ở một diễn biến khác, nhiều người hâm mộ quan ngại trước tình trạng tâm lý hiện tại của Britney. Cô liên tục đăng video múa dao gây sốc, đến mức một người thân thiết đã gọi cho cảnh sát và yêu cầu kiểm tra sức khỏe cho biểu tượng nhạc pop một thời. Cảnh sát sau đó xác định chủ nhân hit Baby One More Time không có gì bất ổn. Britney cũng khẳng định với người hâm mộ những con dao là giả.